Xuân Hoa, Xuân Hoa. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô. Bạn bè bên thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng chờ dâng hiến thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi. Giờ anh mới lên tiếng khi đã xa rồi. Ôi bạn đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Từng ôm mày đấy, từng ôm mày đấy. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Trong bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tìm yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những ngày để nụ cười còn mãi làm chiều nay. Trên bờ mây và trong nhau kỷ niệm xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Đây là thầy dân nha mọi người nha. Thầy dân đang bắt tay hòa này. Còn bên đây là Tịnh này. Đấy. Đây là Hồ Ngọc Yên này. Đấy. Tiếp tục này. Đây là Chị Đức này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cạnh Nguyễn Xuân Đức là Nguyễn Văn Tơn này. Bên cạnh Tơn là đây Đức Thịnh này. Rồi Đức Xuân Trường này. Hoàng Văn Công này. Chấp này. Đấy. Nguyễn Văn Hòa này. Văn Tập Tư này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Đó là cung giải nha. Bên nhau tháng ngày chờ nhau những ngày để nụ cười còn mãi lòng trên hai này. Và trong này và đây là kỷ niệm xưa. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn lớp G Hàn 4 khóa học 1977-1980. Hôm nay trên mảnh đất thành phố Vinh tươi đẹp, chúng ta lớp G Hàn 4 tụ hội về đây sau 43 năm xa cách.
Chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc cho nhau khỏe, trẻ mãi không già, có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Và hôm nay toàn tập thể chúng ta rất trân trọng được đón tiếp các thầy giáo, cô giáo là ở trong ban Gò Hàn, các thầy giáo ở trong ban quản lý trường Sư phạm Kỹ thuật 3, ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh bây giờ. Cho một tràng pháo tay anh em. Thưa các thầy cô, các bạn, chúng ta đều biết con số 43 là vô cùng nhỏ bé trong chuỗi dài vô tận của dãy số tự nhiên. Nhưng với mỗi đời người, nó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng với bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc sống. Ngày ấy khi chia tay nhau, chúng ta mới chỉ là những chàng trai hầu hết ở tuổi 18 đôi mươi. Vậy mà bây giờ, ngồi với nhau ở đây, những mái đầu đều đã bạc. Cũng gần 2 năm trời, chưa bao giờ chúng ta gặp lại nhau đông đủ. Thậm chí bây giờ vẫn còn có người bật tin. Cuộc sống của mỗi người phải bận rộn lo toan việc gia đình, xã hội. Nhưng chắc chắn gần nửa thế kỷ qua, ai cũng từng rất khát khao muốn được trở về trường cũ, rất bồi hồi mong gặp lại thầy cô cùng bạn bè trang lứa. Và hôm nay chúng ta đã thực sự toại nguyện sau những nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận của đông đảo các bạn trong lớp Gò Hàn 4. Thưa quý thầy cô cùng các bạn, ở đây chắc trừ các bạn nữ ra, chúng ta nhớ một cái bài thực tập đầu tiên của lớp Gò Hàn 4, của lớp Gò Hàn nói chung, cách đây 46 năm là bài tập gì không ạ? Vâng ạ, vâng, đúng là bài tập lắn tôn. Từ một miếng tôn cong vênh, rúng gió, sau vài ngày được các thầy hướng dẫn chỉ dạy, chúng ta đã thực hiện các thao tác, khi thì chun, khi thì thúc, lúc thì giãn, để rồi miếng tôn trở lại phẳng lì. Tuy nhiên trên bề mặt của nó đọng lại bao vết búa bầm dập. Bài tập đầu đời đó, nó không chỉ rèn cho chúng ta kỹ năng về nghề nghiệp, mà còn cho chúng ta một thông điệp sâu sắc về tinh thần luyện chí, về lòng kiên trì, bền bỉ và sự khắc nghiệt của sự trưởng thành. Phải khẳng định chắc chắn rằng 3 năm được rèn đức luyện nghề tại trường Vinh thân yêu, chúng ta rất tự hào là đã tích lũy được hành trang vào đời khá bền vững. Đó là trình độ tay nghề chất lượng cao, ý thức kỷ luật trong sinh hoạt lẫn công việc, bản lĩnh chịu khó, chịu khổ để sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tạo dựng được những phẩm chất tốt đẹp đó ở mỗi chúng ta chính là công lao to lớn của các quý thầy cô trong trường. Một lần nữa, tập thể cựu giáo sinh lớp Hoàn 4 xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã chỉ dạy mọi điều để cho chúng em mãi mãi tự hào là người được trưởng thành từ trường Sư phạm Kỹ thuật 3 thân yêu. Kính thưa thầy cô và các bạn, chắc chắn trong số chúng ta không ai có thể quên ngày này 46 năm trước, từ khắp các vùng miền nông thôn hay thành thị, miền núi hay đồng bằng, những chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn với hành trang gọn nhẹ nhưng hừng hực khí thế của tuổi trẻ đã cùng nhau tựu trường giáo viên dạy nghề cơ khí Vinh. Cũng từ đây chúng ta đã có những ngày tháng đầy ắp bao kỷ niệm trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, cùng nhau thực hiện ước mơ là người giáo viên dạy nghề cơ khí. Đất nước sau chiến tranh còn bao nhiêu khó khăn thiếu thốn, anh em chúng ta có những bữa ăn chưa đủ no, những lúc áo chưa đủ ấm, nhưng càng vất vả, càng chúng ta càng được thử thách, rèn luyện để trở lên rắn giỏi, mạnh mẽ hơn. Đôi lúc đâu đó còn có những hiềm khích, mâu thuẫn do bản năng vẫn xảy ra, khiến cho cả lớp có những đêm phải họp đến khuya để kiểm điểm, nhắc nhở nhau, chấn chỉnh những hành vi lệch chuẩn. Tình bạn của lớp chúng ta cứ thế nó lớn mạnh, bền chặt theo năm tháng. Thế rồi 3 năm cũng trôi đi thật nhanh, chúng ta ra trường mỗi người một phương để bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu biết rằng chúng ta cùng một điểm xuất phát, nhưng do hoàn cảnh khác nhau, môi trường công tác không giống nhau, nên cuộc sống của mỗi người dần dần có lối rẽ khác của riêng mình. Có người rất sớm thành đạt, nhưng cũng có người vẫn chưa may mắn để có được cuộc sống như mong muốn. Đó cũng là lẽ thường khi chúng ta đã từng trải qua bao biến cố của gần nửa cuộc đời. Ngay lúc này đây, chúng ta đang ở gần nhau, tay trong tay mà chưa biết rõ hết những gì đã diễn ra bên cạnh bạn mình 46 năm vừa rồi. Vậy hãy vui lên các bạn ạ. Hãy gác lại tất cả những lo toan cuộc sống, những phiền muộn do bệnh tật tuổi tác.
quên đi những mặc cảm giàu hèn, quên đi những mặc cảm sang hèn, để chúng ta sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời tuổi trẻ. Hãy coi 43 năm chỉ còn là một thoáng thôi, để chúng ta thực sự gần gũi, thực sự trở lại nguyên vẹn cảm xúc buồn vui nơi trường binh yêu dấu. Nếu có khóe mắt nào rưng rưng, xin hãy dành cho những giọt nước mắt đậm vị ngọt ngào, hạnh phúc, cùng với đó là những tiếng cười vang yêu thương. Ngày hôm qua lại về trong nỗi nhớ, mong ước mình trở lại mái trường xưa. Kỷ niệm xưa vẫn còn trong em mãi, biết tìm đâu những ngày ấy trôi qua. Thời gian ơi xin đừng trôi hoài nữa, cho em về với kỷ niệm thân thương. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi như trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Tất cả mọi người chúng ta cố gắng giữ sức khỏe, thành phố sức khỏe để chúng ta gặp lại nhau. Ta yêu trường mãi, trường cũng mình lớn dừa thành vĩnh tràn đầy sức sống. Trường gieo hạt giống ươm các mầm thánh, biết bao thế hệ từ đấy trưởng thành. Trường vĩnh không chỉ trong lành, đón chào tuổi trẻ học hành vui chơi. Trò xưa công tác muôn nơi, nhớ ngày mơ hồi về giới thăm trường. Là một cán bộ của đoàn trường, tôi cảm thấy tự hào là một trong những nhân chứng có mặt trong ba giai đoạn sự xây dựng và phát triển của nhà trường, là người sự kiện còn mãi trong cái của mình, những hình ảnh tốt đẹp đấy của cả thế hệ đoàn viên thanh niên, trong đó có tổng trưởng lớp sư đoàn có hàm muốn gắn bó với mình, có tiếng khe vừa vững mạnh tràn đầy nghị lực và tấm gương, nhiều nét hào hoa như cùng đoàn viên sư đoàn trong bốn được sức khỏe dồi dào và hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thì lời cuối cùng là cô chỉ chúc sức khỏe thôi, chứ cũng biết nói gì hơn cả. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu, dẫu mai này dù đổi thay vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần, hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày ta gặp lại nhau. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu, dẫu mai này dù đổi thay vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần, hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày gặp lại nhau.
nhau. Hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày gặp lại nhau. Hãy gượng cười và vững tin sẽ một ngày ta gặp lại nhau.